Sáng nay ngày 3 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 3 trường hợp đều được phát hiện trong khu cách ly y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cụ thể, 2 trường hợp tên QVH và QTHN là bệnh nhân và thân nhân đang điều trị tại khoa nhiễm khu cách ly y tế đặc biệt. Hai người này về Bạc Liêu ngày 30 tháng 7 năm 2021 từ Bệnh viện Chợ Rẫy bằng xe chuyên dụng, di chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngày 31 tháng 7 năm 2021, kết quả test nhanh âm tính. Còn một trường hợp tên TNR là thân nhân của một bệnh nhân khác đang điều trị cùng tầng 1 khu cách ly y tế đặc biệt, có tiếp xúc với 2 trường hợp trên. Trước đó, ông R cùng người nhà sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu được xuất viện ngày 28 tháng 7 năm 2021 và trở về thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Đến chốt kiểm dịch làm test nhanh, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại thị xã Vĩnh Châu vào ngày 29 tháng 7 năm 2021. Người thân ông R trở bệnh nên được đưa vào trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu, sau đó được chuyển bằng xe chuyên dụng đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tiếp tục điều trị. Ngày 2 tháng 8 năm 2021, bệnh viện thực hiện test nhanh cho ông R và người thân để xuất viện, kết quả dương tính. Sau đó tiến hành làm xét nghiệm real-time PCR cho các trường hợp trong khu cách ly trên, kết quả 3 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua quá trình điều tra, truy vết ghi nhận 4 trường hợp F1 và 31 nhân viên y tế có tiếp xúc với 3 bệnh nhân trên. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc, các nhân viên y tế đều có phòng hộ chủ động.